tiếp theo đó biên quân võ cũng chỉ đạo toàn bộ đội ngũ di chuyển tranh thủ thời cơ đám zombie chạy tới nhiễu loạn căn cứ dương thịnh để hành động tìm ra thi vương khoảng vài chục phút sau chiếc xe của tiểu đội điều tra cũng di chuyển tới khu vực lối vào đường hầm tàu điện ngầm ở gần khu vực căn cứ dương thịnh xung quanh khu vực này đã sớm không còn bóng dáng zombie vật vờ ở đây xung quanh vắng lặng như tờ bảy người của tiểu đội điều tra đều xuống xe biên quân võ tiên phong đi phía trước trên tay cầm theo một khẩu súng lục màu đen nhánh tạo hình của khẩu súng nhìn hơi dị nòng súng của anh biên vừa to vừa dài vừa đen nhánh vũ khí của những người khác cũng đều không kém cạnh về độ tạo hình kỳ quái chỉ riêng bách lý trường thanh mang theo một chiếc dương lớn vừa lôi ra bên ngoài liền đặt xuống đất mở ra bên trong chứa hai phần của vũ khí sau đó thuần thục ghép lại thành một cây trường thương với đầu chóp sắc nhọn dài khoảng tầm 2 mét nếu anh chị em hay xem những bộ phim thời xưa ở bên châu âu nói về trò chơi cưỡi ngựa đấu thương của những kỵ sĩ thời trung cổ thì cây thương của bách lý trường thanh đang sở hữu hiện tại giống y hệt như những vũ khí của kỵ sĩ thời trung cổ loại vũ khí này với trọng lượng nặng nề hình thù cũng rất to lớn nếu sử dụng phối hợp thành kỵ binh thì rất đơn giản nhưng với người có năng lực hệ cường hóa như bách lý trường thanh sử dụng loại vũ khí này thì cũng không hề hấn gì tiếp theo đó toàn bộ mọi người tiến gần tới lỗ thông đạo tiến xuống đường tàu điện ngầm biên quân võ không vội vàng mà hạ lệnh để mạnh tư vũ tiến tới cửa hầm mạnh tư vũ nhận lệnh tiến tới trước cửa thông đạo chậm rãi ngồi xổm xuống tay phải của cô nàng đặt áp sát xuống mặt đất vận dụng dị năng không chiếu một luồng sức mạnh màu tím nhạt tỏa ra từ bàn tay của mạnh tư vũ hướng thẳng xuống phía bên dưới để thăm dò luồng sức mạnh tinh thần vô hình của mạnh tư vũ theo như bản năng kích hoạt liên tiếng dọc theo lối đi vào bên dưới đường tàu điện ngầm với sức mạnh đặc biệt của mình mạnh tư vũ có thể thấy rõ một số lượng nhỏ zombie vẫn còn đang sót lại bên trong này trong đầu cô nàng liền thầm nghĩ vẫn còn một số lượng nhỏ zombie chưa rời khỏi đường hầm nhưng cũng không phát hiện ra một cá thể đặc thù mạnh mẽ nào cả cô nàng mạnh tư vũ sau khi kiểm tra và quan sát trong bán kính 2 km không phát hiện điều gì đặc biệt liền đứng dậy thông báo lại cho mọi người vẫn xuất hiện một số ít thây ma còn sót lại trong đường hầm nhưng không tìm thấy được thi vương biên quân võ nghe thấy như vậy một tay cầm súng quả quyết nhảy xuống đường hầm bên dưới vừa hành động vừa đưa ra mệnh lệnh đi xuống những người khác cũng không chút do dự cũng nhảy xuống theo biên quân võ ngay sau đó với năng lực tinh thần của mạnh tư vũ đội điều tra có thể đánh giá địa hình hay số lượng đối thủ xuất hiện việc này rất tiện cho điều tra cũng như đưa ra quyết định hành động bách lý trường thanh với thanh trường thương hùng dũng như triệu tử long dẫn đầu đội ngũ biên quân võ và các thành viên khác cũng theo sát ở phía sau Mạnh Tư Vũ ở giữa đội nhóm vừa chạy vừa vận dụng dị năng để quan sát. Được vài phút sau cô nàng phát hiện ra điều gì đó liền thốt lên cảnh báo. Thấy rồi, phía trước chúng ta xuất hiện rất nhiều zombie. Nơi này đích thị là hang ổ của bọn chúng. Biên quân võ vẫn tiếp tục bám theo sau Bách Lý Trường Thanh. Vừa quay lại hỏi Mạnh Tư Vũ. Có tìm thấy thi vương không? Mạnh Tư Vũ khẽ cau mày lại. Tận lực tìm kiếm tại nơi xuất hiện bầy zombie. Khuôn miệng khẽ lẩm bẩm. Thi vương ở dưới lòng đất số lượng zombie cũng khá dồi dào vì vậy để tìm kiếm và phân loại cũng rất khó khăn mạnh tư vũ mở rộng phạm vi năng lực của mình để tìm kiếm trong đó xuất hiện cả zombie lít nha lít nhít có cả đồng giáp thi thì bất ngờ ở giữa một đoàn zombie xuất hiện một con khỉ lông trắng với dáng đi giống con người điều này khiến cho mạnh tư vũ bất ngờ thẩm mỹ đây là sau khi dùng năng lực để quan sát mạnh tư vũ liền lập tức thông báo tôi chỉ nhìn thấy một con khỉ lông trắng có hình dạng giống người biên quân võ nghe cô nàng nói như vậy cũng ngạc nhiên hỏi lại con khỉ lông trắng ư cũng chưa rõ con vật kia có phải là thi vương hay không nhưng biên quân võ không chút do dự liền hạ lệnh đi thôi việc trước tiên là giải quyết hết tất cả bọn chúng nếu có thể thì tốt nhất hãy bắt sống bọn chúng biên quân võ chủ động làm chậm nhịp độ hành động khẽ lùi lại phía sau để ngô địch và bách lý trường thanh ở phía trên biên quân võ cảm nhận khí tức bắt đầu phân bổ và sắp xếp đội hình bách lý và ngô địch dọn dẹp xác chết trước mặt đối với những người ở phía sau biên quân võ bắt đầu phân công nhiệm vụ tiểu mạnh chú ý giám sát hành động của đám zombie kiểm tra và xem xét có cá thể nào dị thường hay đặc biệt không, nếu có thì kịp thời báo lại cho tôi biết. Những người còn lại thì đi theo tôi, phụ trách công việc bắt sống thi vương. Với năng lực dẫn đường của Mạnh Tư Vũ, rất nhanh đội điều tra đã tiến gần vào khu vực zombie tụ tập, sau khi nghe biên quân võ sắp xếp thì tất cả thành viên đều đồng thanh xác nhận. Vâng. Sau khi phát hiện ra đội điều tra, toàn bộ bầy zombie phát ra tiếng gầm rú lên vang vọng cả khu vực đường hầm, Bách Lý Trường Thanh rất nhanh cầm theo trường thương, như một chiếc xe tăng nhằm thẳng hướng bầy zombie mà vọt lao tới, vừa hành động bách lý trường thanh hồ lớn tất cả các ngươi đều gom lại đây ta thanh lý môn hộ một lần đi bách lý trường thanh như vừa uống xong mười lon bỏ húc hùng hổ lao tới bầy zombie trước mặt vung thanh trường thương nhọn hoắt dop thẳng vào khu vực xuất hiện bầy zombie một tiếng ủnh vang lên cùng với sức mạnh từ ngọn giáo phát ra sáng lóa cả một khu vực chỉ trong chớp mắt với skill mang tầm thôn làng của mình bách lý trường thanh đã khiến cho xã đoàn zombie bị chia cắt hai miền nam bắc một số thanh niên zombie tuy rằng chưa biến mất thì với tầm đứng gần sát thương của đòn tấn công thì cũng còn cụt tay đứa thì cụt chân ngô địch ở phía sau nhìn bách lý trường thanh xử lý có hơi kém tắm một chút liền tỏ ra khinh thường lên tiếng đội phó tốc độ này của anh hình như hơi chậm vẫn nên tránh sang một bên xem tôi biểu diễn đi vừa dứt lời ngô địch chậm rãi đưa một tay ra trước mặt một tay giang sang bên toàn bộ thân thể bắt đầu xuất hiện một luồng sức mạnh cuốn quanh cơ thể và tụ lại bàn tay trước mặt ngô địch nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía trước